cùng vương lạc Việt là đây. Quý vị đại biểu, hôm nay đoàn chúng tôi rất vinh dự được vào dự lễ hội của đền thôn Tư, xã Lâm Giang, huyện Lâm Trực, Lâm Bình. Hôm nay biểu diễn với những tiết mục đặc sắc và được nhân dân hưởng ứng rất tích cực và cổ động những động viên bằng diễn viên bằng những tràng vỗ tay, làm cho các diễn viên rất là thấy rất là thích và cổ vũ. Thì hôm nay là chương trình này là được rất là nhiều người là khen ngợi, và nhiều người nói mà chương trình này sẽ được mãi mãi để phục vụ cho nhân dân ở các thôn Tư, năm xã Lâm Giang và nhiều nơi trên cả nước. Chương trình hôm nay là lễ hội ở đền thôn Tư. Thực ra là chúng tôi cũng rất có cái ngưỡng mộ, tức là trong cái không khí, tức là lễ hội của làng thôn Tư, tức là chuyển ra cái lễ hội thì trong 3 ngày. Thì ngày hôm nay thì quan trọng nhất là đoàn Rối Sông Quê đã về phục vụ quê hương làng thôn Tư, để phục vụ thứ nhất là các cụ cấp ủy cùng bà con nhân dân. Thì điều này là tôi là một cái những cái người cũng là trong nghề cũng biết, cũng tìm hiểu, thì tôi thấy là cái chương trình hôm nay là đoàn thông quê biểu diễn phục vụ các cụ hôm nay là tôi thấy rất là đẹp và rất là vui và rất là phấn khởi. Thế là cái cho nó vào đúng cái chương trình mà đúng cái từ cái người nông dân mà mình xuất xứ ra từ cái làng quê, và những cái chương trình, những cái trò thì tôi cảm thấy những cái chương trình này rất là hay, rất là thú vị. Đấy là riêng bản thân tôi là tôi cảm thấy nhận được là những cái chương trình này là rất hay, là được. Theo tôi là cái chương trình của Rối là phải phát triển là tốt, thì theo những cái lễ hội của làng là tôi thấy là quá hợp lý và quá là tốt. Rối là đúng quê hương của một truyền thống của một làng quê, là tôi rất ngưỡng mộ những cái chương trình, cái tiết mục. Đấy, từ đầu đến đuôi là tôi thấy là có những cái nó rất chu đáo, và từ người nông dân cho đến quan chức các thứ thì cũng là đầy đủ, cũng là vua trả gương các thứ, thì tôi thấy cái ý nghĩa của nó là rất hay. Theo quan điểm tôi là chương trình này rất hay, là hợp lý với bản thân tôi. Nói chung là cứ một dịp lễ hội về là chúng tôi rất là phấn khởi, mà được phục vụ nhân dân như thế này là chúng tôi toàn thể là vãn nguyện, mà khán giả đến rất hào hứng, chúng tôi rất thoải mái.
và tâm hồn chúng tôi cảm thấy một người nghệ sĩ nó lâng lâng như kiểu một là có một cái phim đấy. Nói chung là hôm nay được xem múa rối nước thì các môn thì đều xuất sắc cả, nhất là trong những cái môn mà đôi cô thượng ngàn, rồi múa công, múa tếu và chân vịt và múa lân là đều những tiết mục đều xuất sắc cả, rất là tuyệt vời. Hôm nay chú được xem múa rối nước thì các nghệ nhân rất là có tài năng để phục vụ cho bà con xã viên trong cái lễ hội, và nhất là các cái tiết mục mà chúng ta làm ở trong lĩnh vực ở dưới nước này là rất là đặc sắc. Đấy. Thì cái này cũng mong muốn là đoàn phát huy và phục vụ bà con nhân dân trong nước Việt Nam nói chung và các xã nói riêng. Được.